Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ ba ngày 6 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thành phố Hưng Yên khẩn trương trang trí đường phố phục vụ lễ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh. Gương cựu chiến binh Lê Văn Phấn tích cực làm từ thiện nhân đạo. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy nhiều hàng lậu, hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an huyện Yên Mỹ bắt xe chở rác thải từ Hải Dương sang đổ tại Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã tổ chức tổng kết công tác giai đoạn 1997-2016 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đến dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, Kho bạc nhà nước Hưng Yên được thành lập theo quyết định số 1143 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày đầu thành lập, Kho bạc Hưng Yên chỉ có 6 phòng nghiệp vụ và 5 kho bạc huyện với 134 cán bộ công chức. Tuy gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của đơn vị mới chia tách, trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ chưa được xây dựng xong, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu và chưa đồng bộ. Cán bộ vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng. Điều kiện sinh hoạt và cuộc sống của cán bộ còn nhiều thiếu thốn, chưa ổn định. Nhưng bằng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự năng động sáng tạo, những thế hệ đầu tiên của Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã đoàn kết khắc phục khó khăn, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi được nhiều dấu ấn đậm nét trong suốt hành trình 20 năm qua. Đến nay, Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã có một bộ máy hoàn chỉnh với 8 phòng nghiệp vụ, 9 kho bạc nhà nước huyện trực thuộc, biên chế gần 200 cán bộ công chức có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thành tựu nổi bật của Kho bạc nhà nước Hưng Yên 20 năm qua được thể hiện qua chất lượng công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác kế toán ngân sách và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Với quy mô thu ngân sách ngày càng tăng, Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan thu và hệ thống các ngân hàng thương mại, đẩy mạnh kết nối trao đổi thông tin dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng mạng lưới các điểm thu ngân sách nhà nước thông qua việc ủy nhiệm thu cho các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Mọi khoản thu đều được Kho bạc nhà nước Hưng Yên tập trung đầy đủ kịp thời và điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước từ năm 1997 đến hết năm 2015 đạt trên 53.000 tỷ đồng. Với nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi ngân sách, Kho bạc nhà nước Hưng Yên luôn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nội dung dự toán được giao và tiêu chuẩn định mức quy định, đồng thời triển khai công tác thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao kỷ luật tài chính, phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng và sự tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương. Ghi nhận những đóng góp lớn của Kho bạc nhà nước Hưng Yên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói chung và của ngành kho bạc nói riêng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã lên trao huân chương lao động hạng nhất cho Kho bạc nhà nước Hưng Yên và trao tặng bức chướng của tỉnh ủy mang dòng chữ Kho bạc nhà nước Hưng Yên, kỷ cương, năng động, sáng tạo, an toàn, hiện đại, phát triển. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Kho bạc nhà nước Hưng Yên, đơn vị dẫn đầu khối tham mưu tổng hợp của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 20 năm qua, tuy nhiều khó khăn thách thức, song Kho bạc nhà nước Hưng Yên đã đoàn kết, củng cố và hoàn thiện bộ máy, nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu và kiểm soát chặt chẽ chế độ chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong hoạt động của cơ quan, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ mới và công cuộc cải cách phát triển tài chính công, đồng chí lưu ý. Một là bám sát dự toán ngân sách, chủ động phối hợp với các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thuế, hải quan và các cấp các ngành trong tỉnh, tập trung đầy đủ kịp thời mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nước
góp phần đảm bảo an toàn và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Đặc biệt năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh ta được chính phủ giao nhiệm vụ thu đạt trên 10.000 tỷ đồng. Và là năm chúng ta tự đảm bảo được cân đối thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời có điều tiết một phần về trung ương. Công tác quản lý các quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính có hiệu quả, đảm bảo an toàn kho quỹ, tiếp tục hoàn thành các quy trình, thủ tục kiểm soát chi theo hướng một cửa, đảm bảo vừa thông thoáng, tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị, vừa kiểm soát chặt chẽ đúng quy định chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chủ động nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách, kiểm soát ngăn chặn kịp thời việc sử dụng ngân sách sai chế độ, vượt định mức. Hai là thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, phản ánh kịp thời tình hình thu chi ngân sách, tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh quản lý điều hành ngân sách có hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện chiến lược ưu tiên hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn, từng bước chuyển dần phương thức thu nộp bằng tiền mặt sang hình thức thu mới hiện đại, thúc đẩy sự hiện thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Ba là tăng cường công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công khai minh bạch những quy trình thủ tục hành chính để các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ kho bạc nhà nước có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có lối sống trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu trong thực thi công vụ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ công chức của ngành, thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy thành tích đạt được và kinh nghiệm có được trong suốt 20 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với sự đoàn kết thống nhất cao, năng động và sáng tạo, tôi mong kho bạc nhà nước Hưng Yên tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, góp phần tạo nền tảng để Hưng Yên chúng ta sớm trở thành tỉnh công nghiệp. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước, tuy nhiên, tiến độ sắp xếp cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các đơn vị địa phương còn chậm so với kế hoạch, cần phải đẩy nhanh tiến độ để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh sẽ phải thực hiện quyết liệt hơn. Các doanh nghiệp, công ty thuộc đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn phải đảm bảo thực hiện đúng theo chỉ đạo của tỉnh. Những vướng mắc liên quan đến xác định, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp, vốn nhà nước còn lại ở doanh nghiệp phải tiến hành rà soát để có đánh giá, biện pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh xong trong quý 2 năm 2017. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, đến nay, mô hình trồng cam của gia đình chị Lê Thị Hương ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ cho hiệu quả kinh tế khá. Năm 2012, gia đình chị Hương bắt đầu chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cam vinh và cam đường canh. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại, đến nay, gia đình chị trồng gần một mẫu cam. Theo chị, cam là giống cây trồng khó tính, mất nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư lớn. Trong đó, việc xử lý ra hoa, đậu quả đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao. Do vậy, chị Hương luôn chủ động học hỏi kinh nghiệm trồng cam của những hộ đi trước và kỹ thuật hướng dẫn trên sách báo. Chính vì vậy mà vườn cam nhà chị năm nào cũng cho sai quả. Sau 3 năm trồng, cam bắt đầu cho thu hoạch. Cam được thu hoạch liên tục trong khoảng 1 tháng rưỡi. Ước tính mỗi sào cam đạt 1,5 tấn quả, với giá trung bình từ 28 đến 30.000 đồng một kg. Trừ chi phí, gia đình chị thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng một sào. Trung bình mỗi vụ, gia đình chị Hương thu lãi từ 100 đến 150 triệu đồng.
Thời điểm này, thành phố Hưng Yên đang khẩn trương hoàn thành công tác trang hoàng chuẩn bị cho ngày đại lễ của tỉnh. Nhiều ngày nay, Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã huy động 100% quân số tham gia làm các công việc như chăm sóc, cắt tỉa toàn bộ hệ thống cây xanh, cây cảnh tại các công viên vườn hoa, vệ sinh quét dọn rác thải trên các tuyến phố, trồng và trang trí trên 1.200m2 thảm hoa các loại. Ngoài ra còn tăng cường tu sửa và treo các loại đèn hoa, đèn trang trí, đèn chiếu sáng tại các trục đường chính, đường ra vào, cửa ngõ thành phố. Thành phố đã đầu tư khoảng 5 tỷ đồng lắp đặt hệ thống đèn LED tại đường Chùa Chuông, Tô Hiệu, đường Quảng Trường. Hiện Phòng Văn hóa và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố cũng đã tiến hành kẻ vẽ và treo hàng nghìn pano áp phích khẩu hiệu cờ hoa, cờ dây trên hầu hết các trục đường chính như Điện Biên, Nguyễn Văn Linh, Bãi Sậy, khu vực Quảng Trường. Cùng với việc đẩy mạnh vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, công tác phối hợp giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự đô thị cũng đang được thành phố triển khai nhằm đảm bảo cho việc tổ chức lễ meeting kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh được diễn ra an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tham gia quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Lê Văn Phấn hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp trong các phong trào của Hội cựu chiến binh thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Đặc biệt, ông là thành viên tiêu biểu trong công tác từ thiện, được các cấp hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Phản ánh nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam mùng 6 tháng 12. Kỷ vật trong các chuyến từ thiện, những bức hình, thước phim, tư liệu, kỷ niệm chương được ông Phấn cất giữ cẩn thận là cách ông trân trọng tình cảm của mọi người ở nơi ông cùng đoàn từ thiện đến thăm. Chuyến đi tặng quà dài ngày tại Điện Biên hay chuyến thăm thương binh nặng tại Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để lại trong ông bao kỷ niệm. Có khi sức khỏe không tốt nhưng tình cảm nồng hậu của bà con, đồng chí đồng đội nơi ông đã đi qua lại thôi thúc ông lên đường. Tôi và đoàn Hội cựu chiến binh của Hưng Yên có sang ở huyện Duy Tiên là trại thương binh nặng. Đến đấy thì chúng tôi nhận được những cái tình cảm rất là sâu nặng của các đồng chí thương binh. Có những đồng chí không thể nhấc được người lên nữa, bao nhiêu năm nay vẫn nằm im tại coi như một cái giường và chỉ lật người đi lật người lại thôi. Thì đấy những cái cảm động của chúng tôi. 18 năm gắn bó với phong trào hội, cựu chiến binh Lê Văn Phấn luôn năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động. Ngoài đảm nhiệm công việc phó chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Khoái Châu, ông còn phụ trách mảng tuyên truyền của Hội cựu chiến binh huyện, đồng thời là một trong những thành viên tích cực trong phong trào từ thiện. Số tiền trợ cấp hàng tháng được ông dành dụm để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Điển hình, ông cùng với người dân thôn Quang Vinh đóng góp trên 1 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động bê tông cứng hóa đường giao thông thôn xóm, ủng hộ sửa chữa nhà cho thương binh Ngô Văn Vững có hoàn cảnh khó khăn, cùng với Hội cựu chiến binh huyện quyên góp trên 170 triệu đồng đến thăm và tặng quà cho đồng bào Điện Biên. Năm 2014, ông và gia đình dành tặng 170 bộ quần áo mới cho trẻ em khuyết tật trường phục hồi chức năng huyện Khoái Châu, mời bác sĩ về khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hội viên Hội cựu chiến binh, gia đình chính sách tại các địa phương. Đồng chí Phấn rất tích cực tham gia vào trong các từ thiện. Thí dụ như đồng chí đã bỏ một số tiền rồi cùng với vận động anh em bà con khu vực cũng như là các doanh nghiệp, Hội cựu chiến binh, Hội cựu quân nhân để ủng hộ, đặc biệt là ủng hộ đối với nhà trường phục hồi chức năng, các cháu khuyết tật, rồi cùng với đồng bào lũ lụt. Ngoài ra phong trào hoạt động của hội thì tôi khẳng định là đồng chí Phấn là một trong những cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Những năm qua, ông Phấn đã dành tặng 6 sổ tiết kiệm là món quà động viên tinh thần cho học sinh nghèo vượt khó và tham gia những buổi giao lưu với các thế hệ học sinh. Trong những dịp đó, ông và đồng đội lại say mê kể về truyền thống bộ đội Cụ Hồ, về những tấm lòng thiện nguyện, cả những chuyến hành trình ông được may mắn tham gia, từ đó hướng các em biết sống yêu thương và làm những việc có ích cho xã hội. Sáng nay tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đã diễn ra lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ Đào Thị Lẻ ở thôn Văn Sa. Bà Đào Thị Lẻ năm nay 78 tuổi, là vợ của liệt sĩ Cao Văn Miên, tham gia kháng chiến chống Mỹ, hy sinh năm 1968 tại chiến trường Khe Xanh, Quảng Trị. Căn nhà mới được xây dựng kiên cố trong khuôn viên 100m2, kết cấu bằng bê tông cốt thép, có 3 phòng và công trình phụ khép kín, tổng kinh phí 400 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Hưng Yên hỗ trợ 80 triệu đồng, huyện Phù Cừ 15 triệu đồng, phần còn lại là gia đình đóng góp. Sáng nay,
Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức tiêu hủy hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vật tiêu hủy là hàng cấm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường do Đội Quản lý Thị trường số 4, 6, 10, 11 tịch thu trong quá trình kiểm tra xử lý, như kiếm nhựa, súng bán đạn do Trung Quốc sản xuất mới, linh kiện xe máy, rượu, máy tính Casio, sữa, mỹ phẩm, 6 tấn dược liệu và một số mặt hàng khác không rõ nguồn gốc. Thông qua hoạt động tiêu hủy nhằm kêu gọi người dân và các tổ chức chính trị xã hội cùng đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12, tổ công tác của Công an huyện Yên Mỹ đã bắt quả tang xe tải mang biển kiểm soát 89C10069 đang có hành vi đổ rác thải xuống khu vực trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Tư ở thôn Đại Hạnh, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ. Tại thời điểm bị bắt gồm có Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1993, thường trú tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, lái xe mang biển kiểm soát 89C10069, Nguyễn Văn Bằng sinh năm 1987, thường trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, lái máy xúc để lấp đất chôn rác thải và Chu Văn Hòa là người ghi chép sổ sách theo dõi các xe ô tô vào đổ rác. Theo khai nhận của lái xe Nguyễn Văn Chiến, thì trước đó do có sự thỏa thuận với ông Tư, chủ trang trại ở xã Hoàn Long và các bên liên quan, thì đoàn xe ô tô chở rác sẽ di chuyển từ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về đổ tại trang trại của ông Tư. Số rác này sau khi đổ sẽ được anh Bằng, người điều khiển máy xúc lấp đất để phủ lên. Bình quân một xe chở rác có tải trọng từ 8 đến 10 tấn. Trước thời điểm bị bắt, đoàn xe này đã đổ được 13 xe xuống bãi đất trống của trang trại ông Tư. Được biết, mỗi xe chở rác, ông Tư sẽ thu về lợi nhuận khoảng 300.000 đồng. Đây là trang trại ông Tư đấu thầu lại của xã Hoàn Long để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do đến ngày 30 tháng 12 năm 2016 là thời điểm hết thời hạn đấu thầu, nên ông Tư đã hợp đồng để đổ rác và chôn lấp tại đây. Thủ đoạn của chúng là khi mà nhận hợp đồng từ Hải Dương, từ Thanh Hà Hải Dương thì vận chuyển cho lên các cái xe ben tải phủ bạt kín và đi vào các cái đường phụ từ vận chuyển từ Hải Dương về Hưng Yên, và thời điểm vận chuyển là đêm tối. Hiện tại thì chúng tôi đang lập hồ sơ và củng cố xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cái cá nhân tổ chức liên quan đến, thì chúng tôi sẽ căn cứ theo các cái quy định của pháp luật, thì liên quan đến các cái quy định xử phạt, các cái vấn đề ví dụ như là nguồn thải, hai là liên quan đến lĩnh vực vận tải, và thứ ba nó liên quan đến cái chủ trang trại thì là nơi mà chôn lấp chất thải đấy. Thưa quý vị và bà con, mùa đông nhiệt độ hạ thấp, rét đậm rét hại làm cho vật nuôi tiêu tốn nhiều năng lượng, giảm sức đề kháng, nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm và chết rét, chết đói là rất cao. Vì vậy, người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh. Khi thời tiết thay đổi, bà con cần chú ý che chắn chuồng trại, tránh gió lùa, nhất là những ngày có gió lạnh, giữ khô nền chuồng và có giải chất độn chuồng. Những ngày mưa rét, độ ẩm cao cần giữ ấm cho con vật, nhất là đối với gia súc gia cầm non. Bà con cần định kỳ rắc vôi bột phun sát trùng xung quanh chuồng nuôi gia súc gia cầm, tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo dinh dưỡng đủ chất và lượng nhằm nâng cao sức đề kháng cho con vật, chống lại các tác động bất lợi của thời tiết, hạn chế phát sinh dịch bệnh. Đối với trâu bò, cần cân đối lượng thức ăn tinh và thức ăn thô xanh, chú ý ủ thức ăn xanh hoặc ủ rơm với ure để dự trữ thức ăn trong những ngày mưa lạnh. Mặt khác, khi trâu bò ăn thức ăn ủ chua còn có tác dụng kích thích cho con vật ngon miệng, ăn tốt hơn. Đối với lợn và gia cầm, có thể bổ sung vào thức ăn, nước uống, một số vitamin, khoáng chất, chất điện giải cho vật nuôi ăn trực tiếp. Bổ sung các loại khoáng chất, vitamin để giúp cho con vật nâng cao sức đề kháng, ngăn chặn mầm bệnh, đảm bảo đủ nước uống cho con vật, nước uống bổ sung một lượng muối nhất định. Bà con cần thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn gia súc gia cầm khi phát hiện có triệu chứng không bình thường như bỏ ăn, sốt, ho, thở nhanh, tiếng thở khò khè. Cần tách nuôi nhốt riêng để theo dõi kiểm tra, báo cáo ngay cho cán bộ thú y để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Đảm bảo tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của chi cục thú y. Một số vaccine cần tiêm đối với trâu bò, tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Đối với lợn, tiêm phòng 4 bệnh đỏ là tụ huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu lợn, dịch tả lợn, bệnh tai xanh, lở mồm long móng.
với lợn nái tiêm thêm vaccine Leptospira xuyễn lợn, với lợn con tiêm E. coli, đối với đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle Gumbro dịch tả, thường xuyên vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng nuôi, khu chăn thả. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hoàng Hoa Thám, người con quê hương Hưng Yên với cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nâng cao kiến thức bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ em. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 5 tháng 12, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn 7 ngày ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Trước nghị quyết của Hội đồng Bảo an, phía Nga cho rằng cần có thời gian để Nga và Mỹ thương lượng. Nga cho rằng dự thảo này sẽ tạo điều kiện cho phép phiến quân tái hợp lực lượng. Tại cuộc bỏ phiếu, Venezuela cũng bỏ phiếu chống, Angola để phiếu trắng, trong khi 11 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an ủng hộ nghị quyết. Được biết, đây là lần thứ 6 Nga sử dụng quyền phủ quyết của mình về cuộc xung đột Syria kể từ khi bùng phát cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này. Còn đối với Trung Quốc, đây là lần thứ 5 nước này bỏ phiếu chống về vấn đề Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 5 tháng 12 đã thông báo quyết định ra tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2017. Phát biểu trước những người ủng hộ ở phía Nam Paris, Thủ tướng Pháp tuyên bố sẽ trở thành một ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Ông cũng bày tỏ mong muốn thống nhất phe cánh tả tại Pháp. Hiện Thủ tướng Manuel Valls đang là ứng cử viên sáng giá của Đảng Xã hội cầm quyền trong cuộc đua trở thành ứng viên đảng này tham gia tranh cử Tổng thống. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy ông giành được nhiều sự ủng hộ nhất so với 7 ứng cử viên còn lại của phe cánh tả. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe cánh tả sẽ phải đua tranh với ứng cử viên cánh hữu François Fillon và ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc Marine Le Pen trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 75 người khác bị thương khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khách sạn ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan vào khoảng sáng ngày 5 tháng 12. Theo giới chức Karachi, vụ cháy xảy ra sáng ngày 5 tháng 12 tại một khách sạn 4 sao. Ngọn lửa bùng lên từ căn bếp nằm ở tầng trệt của khách sạn và bắt đầu bao trùm cả khách sạn 6 tầng này, đồng thời khiến gần 100 khách bị mắc kẹt. Phải mất gần 3 tiếng ngọn lửa mới được kiểm soát. Vụ cháy đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 75 người khác bị thương. Trong số 11 người chết có 4 phụ nữ, đồng thời trong số những người bị thương có một số người nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa tiết lộ quốc tịch của những vị khách này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm tới Trân Châu Cảng cùng người đồng cấp Mỹ Barack Obama. Như vậy, ông sẽ là thủ tướng Nhật đầu tiên tới thăm địa điểm diễn ra cuộc tấn công của phát xít Nhật đã kéo Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ hai. Thông báo về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Abe được đưa ra vào ngày thứ Hai, chỉ 2 ngày trước lễ kỷ niệm 75 năm cuộc tấn công lịch sử vào Trân Châu Cảng. Đây là một phần trong kế hoạch chuyến thăm 2 ngày tới bang quê nhà Hawaii của Tổng thống Obama, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thực hiện các cuộc thảo luận và cùng tới thăm khu tưởng niệm chiến tranh. Trong thông báo này, Thủ tướng Abe nói rằng ông muốn cuộc gặp với Tổng thống Mỹ sẽ tô đậm cho mối quan hệ đồng minh thân cận giữa hai nước. Sự kiện Trân Châu Cảng diễn ra ngày 7 tháng 12 năm 1941 khi không kích của phát xít Nhật bất ngờ tấn công vào căn cứ hải quân Mỹ tại Hawaii, khiến hơn 2.300 quân nhân thiệt mạng. Cuộc tấn công đã kéo Mỹ vào tham chiến, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh thế giới thứ hai. Giám đốc phụ trách vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này cần số tiền viện trợ kỷ lục 22,2 tỷ đô la Mỹ để giải quyết nhu cầu nhân đạo của 93 triệu người ở 33 quốc gia. Trong cuộc họp báo tổ chức ở trụ sở của Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai, Stephen O'Brien nói rằng số tiền này phản ánh một nhu cầu nhân đạo chưa từng được chứng kiến kể từ Thế chiến thứ Hai.
Ông cũng cho biết 80% nhu cầu này có nguồn gốc từ các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Theo báo cáo của trang kiểm soát viện trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc, khoản viện trợ mà tổ chức này nhận được cho tới cuối tháng 11 đã đạt được 51,4% chỉ tiêu của năm 2016. Thâm hụt ngân sách gây ra bởi xung đột leo thang ở các vùng chiến sự đã khiến Cao ủy về người tị nạn và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF phải vật lộn để hỗ trợ một lượng lớn người tị nạn. Michigan đã trở thành bang thứ hai của Mỹ sau Wisconsin tiến hành kiểm lại phiếu từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi đầu tháng 11 vừa qua. Tòa án khu vực Michigan buổi sáng ngày thứ hai đã ra lệnh cho các nhân viên bầu cử tiến hành đếm lại phiếu ngay trong ngày. Quyết định này được đưa ra do yêu cầu của ứng cử viên tổng thống Jill Stein đến từ Đảng Xanh. Bà Stein hiện đang dẫn đầu nỗ lực kêu gọi kiểm lại phiếu ở Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Ba bang chiến địa đã mang tới kết quả chiến thắng sít sao cho Donald Trump trước Hillary Clinton. Kết quả cuộc bầu cử hôm 7 tháng 11 cho thấy ông Trump đã thắng 16 phiếu đại cử tri ở Michigan chỉ với 0,2 điểm phần trăm, tương đương chưa tới 10.000 phiếu trên tổng số 5,5 triệu phiếu. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.